Quay. Okay. Lúc khác thì con này các bạn có thể thay đổi spacer tính kèm trong hồi nãy trong clip trước mà mình đã unbox. Ok, giờ mình thử coi tim mà con lúc hai tay được, nhưng mình có thể các bạn sẽ cảm nhận của mình về một tay ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi người. Okay, giờ mình sẽ cảm nhận riêng thôi chứ mình không có cảm nhận người mùa đông nha. Mùa đã không hại không nhận lắm thì sao rồi. Dạ, chúng ta sẽ chơi bây giờ là chơi lớp đua. Đây là vị khách mời VIP của Nguyễn Hoàng Trang. Theo bạn thấy thì theo cảm nhận của anh thì lớp nó như thế nào vậy anh Hải? Rất là đậm nhưng mà dây nó không hợp. Đúng, chính xác. Không, dây này thật ra hợp với lực dụng chơi 2A. Tại vì dây này dùng cái lực tay nó mạnh. Dây này dùng cho mấy bạn lực tay mạnh cao, các bạn sẽ đi rất là dễ. Thật ra dây này đúng là dây của Su mà. Dây này đúng là dây chuyên dụng cho Su. Thì Su sẽ xài dây cái Extreme Normal. Nhưng mà dây này dây của Yu Factory. Thấy còn tạo một cái xì tai, một cái dáng rất là thanh cao để lúc chống lạnh. Bằng sau khách bạn là một khách mời Trần Trọng Nhân. Huỳnh Trọng Nhân. Còn các bạn nào muốn chơi những chiếc cơ bản thì có thể dùng con này cũng được. Các bạn hay dùng con này để chơi chiếc cơ bản được. Ví dụ như Rock the Baby hay là Top FM. Hay là Top FM hay là Rock the Baby. Đây Top FM. Đó, hay là Crazy Rock and Baby Harry Bird hay là nó cũng được. Ok, rất nhiều thứ có thể dùng được. Các bạn sẽ dùng được không có cái con này được đó. Thì nói chung là sắp tới sẽ có những cái cuộc thi, những cái chương trình rất là vui. Thì hy vọng các bạn sẽ
Bây giờ vui thì ông lại tham gia nhé. Ok, bây giờ sẽ dừng lại làm cho Miu. Thì cảm nhận của mình là con này như anh Hải nói, con này là nhẹ, cũng đỡ. Nghe cũng thằng Hải đó. Nhẹ, nhỏ. Nghe nhỏ nhỏ lắm. Thì trước khi kết thúc video này, mình muốn là cảm ơn Acroyu. Áo tiên ngon. Acroyu Việt Nam và bạn có nghĩa. Camera nãy giờ đấy. Hai con này thì Boss và trở thành cái gì khác. Giờ ra thì đó là clip ngày hôm nay. Cảm ơn bạn theo dõi và hẹn bạn trong video. Chi vậy? Tại sao? Khi sao?